Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Có liền. Cà phê với chị Tin 20. Rồi cảm ơn. Anh Thuận, cho em ly cà phê đá. Không bán mày. Thiếu kỳ hả? Thiếu 70 ngàn chưa trả còn qua kêu nữa. Em đang kẹt quá. Không mấy anh cho em trả góp ngày 2 ngàn được không? Đừng giận mặt nha. Đây là quán cà phê chứ không phải cho gia tiền góp nha. Anh, anh mà không cho em trả góp, em mét cái chuyện hôm qua anh đi gặp gái đẹp ngoài đường với chị Tiên Sa nha. Vậy vậy, mét vậy? Uống cà phê hả? Được rồi, để anh vô pha như cũ nha. Dạ như cũ anh Hường ơi. Không có gì, em nói chơi. Nói cho chị nghe nhanh lên. Chị sẽ xóa nợ cho em 70 ngàn cũ. Chị, hôm qua nói chuyện với gái ngoài đường. Cái gì? Bóng thơm. Chị nó chỉ hỏi đường thôi mà. Có hỏi đường, bình thường mà. Chị cho phép. Ồ, vậy là bình thường hả? Trời ơi, yên tâm đi. Ông chồng chị mà quăng ra đường mà thèm lụm hết trơn á. Phước đức dữ lắm mới được chị lấy. Nè, nhà có quán nha. Tự nhiên làm tôi tốn 70 ngàn à. Trời anh, chị Tiên Sa chị không có ghen mù quán gì chị Thùy Linh ha. Anh đúng sướng luôn á. Trời ơi mà... Ông trời ông sinh con gái nhầm ngôi sao xấu. Vợ tôi cũng có thường tôi đó trời ơi. Ê, đúng là anh với chị không có xứng đôi xíu nào ha. Nhìn giống như là ăn cóc với Thiên Nga. Trời ơi. Y chang Dương Cóc ghẻ luôn á. Giờ có cách nào giúp anh không? Có cách nào đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Anh ơi, giờ cái trình độ phẫu thuật thẩm mỹ nó chưa tiên tiến lắm đâu. Nó chưa thay được cái đầu đâu. Trời ơi. Nó sát muối vô cõi lòng tôi. Tôi định đi cắt cái đầu tôi, gắn cái đầu anh Bình Minh vô cũng không được luôn hả? Em nói giỡn thôi, em có cách này nè. Cách gì á? Bây giờ anh chỉ muốn chị Tiên Sa ghen với anh thôi đúng không? Vậy làm gì mà phải phẫu thuật mấy trăm triệu gì cho nó mệt vậy? Chứ giờ sao giúp anh đi? Đúng là nhan sắc anh có hạn, như một người thủ đoạn có thừa như em. Mà ra tay thì sẽ đổi ngược tình. Anh không? Hả? Anh thấy em không? Thấy em lực không? Em khỏe quá. Thấy em bè không? Quá bè. Trời ơi, nói phải bè danh chứ. Ngày xưa tướng em cũng thuộc dạng người mẫu mà dân chơi đâu. Có không? Người mẫu đàng hoàng. Nghĩ sao vậy? Người mẫu hả? Người mẫu. Đây nè. Anh sao? Thấy chưa? Giờ già rồi mà nhìn kỹ đi. Còn cái khung nha. Cái khung có thấy sao lép xẹp với khung ruột từ đó trên xuống dưới vậy? Thì còn cái khung không mà mất cái ruột rồi. Trời ơi, vậy cũng nói nữa. Thấy con chuột anh không? Không hề chảy. Có chuột đâu chảy? Đâu có mà nó rút vô trong. À, là con chuột nó rút vô trong luôn hả? Hèn chi người ta hay kêu là chuột rút. Bây giờ mới hiểu luôn á. Nó rút vô mà nó chưa chui ra thôi. Rồi chừng nào nó mới chui ra? Không biết. Tào lao anh ơi. Anh mới chuột tầm bậy nè. Chuột em nè, anh nhìn nè. Có chuột nào đâu? Hình như em với anh giống nhau luôn á. Giống còn giống khác một trời vực. Trời ơi.
ông mà chuột rút gì, ông chuột nhắt thì có. Tối thì ấp nhôm nhắt, tối ngày khoe chuột, khoe sao muối. Chuyên gia coi thường chồng á. Ủa chứ không có gì đẹp để tôi coi trọng không? Sau này hối hận không kịp á nha. Trời ơi, cũng gán chờ à. Mệt. Trời ơi, chỉ thương của anh, chị khen anh quá trời khen luôn. Sáng ca của lòng em, định mệnh của đời em đây rồi. Anh có biết là em khổ sở lắm mới tìm được anh không? Thấy tụi em tìm anh vậy, anh cũng thương tụi em lắm. Nhưng mà nói nghe nè, mai mốt lên tìm anh chỉ cần khổ, cứ tới đây là gặp anh liền, hiểu không? Trời, nhìn cái miệng kìa. Trời ơi, dễ thương quá à. Thằng bé đáo để thiệt. Nói mà khoe tụi em chứ, ba má anh đẻ anh ra, có cái mỏ là dễ thương nhất. Cái gì vậy ông nội? Ai khen ông đâu? Ông bị khùng quá à, khen anh thôi kìa. Ra đi lẹ đi, đi ra. Trời ơi, nó phủ phạt thấy ớn không? Anh có nhớ cái lần đầu tiên mà anh gặp em không? Anh chỉ đường cho em á. Cái vẻ tốt bụng của anh á làm cho em sao xuyến. Trời ơi, y như tí xe gái tình vậy đó. Anh đồng ý hẹn hò với em nha. Không, ảnh là của tôi. Của tôi anh nhớ em không? Em đặng bé hôm bữa chủ nhật anh sửa xe cho em đó. Anh, hai con nhỏ kia làm gì vậy? Làm gì đâu? Buông chồng tôi ra. Buông nè, buông rồi. Buông rồi. Đi. Hai em phải bình tĩnh. Thật sự có rất nhiều người phụ nữ đến với anh mỗi ngày. Không thể nào anh nhớ từng người. Cứ từ từ anh xếp lịch ha. Nhưng mà em dễ thương mà. Anh nói hôm nay là anh dành cho em mà. Nhiều người đẹp hơn em nữa kìa. Anh hứa nè, anh chở em đi shopping mà. Phải từ từ. Cái gì vậy? Hai cái con hồ ly này, ba ngày ba mặt dám quyến rũ chồng của bà hả? Có biết không? Em thấy chưa? Mệt lắm Phong, để massage cho nha. Ê, anh Mộng Thường. Mộng Thường đẹp trai. Coi giùm em cái xe đi, nó không có nổ nữa. Bị gì vậy? Không biết nữa. Trọng. Hả? Ngồi xuống. Tội nghiệp mưa gió. Tội nghiệp. Em, gọi điện thoại cho chồng em ra đây phụ em đi. Chồng chị bữa nay không có làm gì hết trơn á nha. Chồng em đi công chuyện rồi. Chuyện sao vậy? Trong mắt em, chồng em là đẹp nhất rồi, chị ghen với em chi? Anh, coi giùm em đi anh. Ủa, em, trong mắt của chị á, chồng của chị không đẹp nhưng mà được cái tốt bụng. Lỡ giúp em cái em say nắng giống mấy con hồ ly tinh kia rồi sao? Nha, thông cảm nha. Ngồi xuống trong. Trời đất ơi, nay vũ lộn thuốc hả? Không cho giúp thôi, tôi đi kiếm người khác. Chồng thấy ghê. Trời quá. Ê, nói gì mày? Nhỏ riết hổ màu à. Thôi kệ người ta đi rồi, thôi đi. Ngồi đi em. Uống trà đi chồng. Trời ơi, nay anh chị tình tứ dữ vậy? Bình thường thôi. Cho em ly cà phê đá đi. Nghe ta nói gì không? Kêu ly cà phê đá kìa, ngồi hoài. Nghe rồi, để vô làm nè. Nhưng mà ông có bán thiếu gì đâu, không có trả góp đâu nha. Uống mà trả tiền liền nha. Chị yên tâm, em đã trả trước cho anh 1 tháng rồi. Ủa, trả trước 1 tháng là sao chồng? Trả trước 1 tháng rồi, làm ly cà phê đi, đừng hỏi nhiều. Trời ơi, hai con hồ ly này còn dám tới đây nữa hả? Bình tĩnh. Chị tưởng là tụi tôi mê chồng của chị hả? Chính chồng của chị kêu tụi tôi đóng kịch để chọc tức chị. Rồi sau đó trả cho tụi tôi mỗi người là 300 ngàn á. Đúng rồi đó, bây giờ không có tiền trả. Rồi còn bày đặt trả góp mỗi ngày 10 ngàn nữa. Mày đặt làm sói ca, không có tiền thì đừng có mơ mộng nghe chưa. Mày đặt ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng sắc đẹp. Tao không có tiền nữa thì đừng bao giờ mướn người ta nữa chưa. Hai cô nói chuyện đàng hoàng nha. Tiền của tôi giao cho hàng thiên tài, giao đủ cho hai cô rồi nha. Làm gì có đồng nào? Không có. Nó nè, cô nói chuyện với nó đi. Vậy là anh dám chặt tiền tụi tôi đúng không? Không anh, có. Anh lấy tiền tôi là anh nghe. Trời, trả. Trả cái ghế đây, hai con hồ ly. Cái thằng á. Mộng Thường. Cái thằng Ông dám lấy tiền
tiền của tôi, ông mướn hai con hồ ly đó đóng kịch trước mặt tôi, rồi bây giờ tôi còn bị mất một cái ghế nữa. Kỳ này tôi cho ông chết. Khoan khoan khoan. Ê Hiện Tài, mày đứng lại đi. Đứng lại. Không đứng. Bởi vì mơ tôi là nhất trên đời. Trời ơi chết rồi. Sao tháng này mỏng mét vậy nè. Trời ơi, mỗi khi là vậy vậy nè mà sao tháng này thu nhập chết rồi vậy là chết không ổn rồi. Trời ơi, giật giá leo thang. Trời ơi, mình phải tăng tiền nhà lên thôi, vậy mới tỷ lệ thuận được chứ. Em à, bông hồng nhỏ nhỏ nhưng em có vò. À Thiên Tài, giờ đi chơi. Dạ bác Tư. Vui quá, yêu đời quá. Ngồi chơi. Dạ. Tư tiền còn gì vậy ạ? Tiền. Đóng tiền. Trời ơi bác Tư, lúc nào bác Tư gặp con cũng là tiền không mẹ. Mình phải có tình cảm. Tình cảm cái gì? Tao có tình cảm tao mới cho trễ cả tuần rồi đó nha. Con hứa tháng sau ngày này con đóng luôn cho bác Tư luôn 2 tháng. Vậy hả? Nè, mày thiếu 2 tháng trước, xong giờ mày đòi thiếu 2 tháng nữa là 4 tháng. Đó là chưa nói tới tiền điện nha, tiền nước nha, tiền mạng ha. Trời đất ơi, mày xài mạng cái kiểu gì á? Mày mua một cái máy hút gì mày hút mạng vô phòng mày phải không? Hả? Mà tao nói tao không xài được gì hết trơn mà tao đi ngang cái phòng mày cái là nó rần lên. Nó mạnh, cái tao bước về phòng tao là tao bị mất sống. Ha? Hả mày? Mày ăn mạng hay sao? Hả? Bây giờ mày tính đi, tao nói nha, bao nhiêu thứ tiền của mày nha, bây giờ trong cái sổ tao, tao không tính ra luôn đó. Bữa nay tao truyền cái sổ qua cho mày, mày tính giùm tao đi. Nha. Trời ơi bác Tứ ơi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Có hồi nào? Trời ơi, tụi bay dễ sợ lắm ha. Ha, hãy thấy tao bên này có cái gì cái tắt qua ăn ha, ăn ké ha, nhậu ké ha. Còn tao bệnh tao rên hử hử, tao rên quá trời rên ha, không thấy thằng nào lên tiếng. Tao bắt đầu tao lớn từng phòng, thấy trước phòng lúc nào cũng có mấy cái bảng đừng làm phiền. Tụi bay tốt ghê vậy đó. Không nói nhiều mày, bây giờ quy định 2 ngày nữa không có tiền ra khỏi cái nhà trọ này cho tôi. Anh ơi về đi để tôi còn cất ghế. Ủa Tài, anh sao mày thê thảm vậy? Mới hôm qua thấy mày ngồi nhậu bên bển, giờ nay mày lê lết tới đây hả mày? Em hết tiền rồi sao em nhậu được nữa? Trời ơi tội quá, thương quá. Không biết anh bao em nhậu được không? Thương đứt ruột luôn, mình bạn thân mà đúng không? Dạ. Mà thân ai nấy lo đó. Mày nghĩ gì sao vậy? Thân tao lo chưa xong bao mày nhậu. Rảnh quá ha. Rồi nhà cửa phòng ốc sao ra đây? Em bị bác Tư đuổi rồi. Thương quá. Bởi vậy á, tao nói mày nghe, đừng có hy vọng mấy cái người như vậy. Nhìn cái tướng không có biết rồi. Lùn, ác độc, không vợ không con, tiền làm ra không biết để làm. Trời mưa đó, nói xấu người khác trời đánh á. Bác Tư. Chào con. Con mà tới đây mướn phòng trọ là đúng ổ rồi. Ở đây nè, không khí trong lành, chủ nhà thì thân thiện, hàng xóm thì hòa đồng, bình yên lắm. Dạ, được vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác. Mướn nhà hả? Đúng rồi, mướn nhà trọ. Ở đây á, bác Tứ á, được mệnh danh là bác Tứ dễ thương. Tốt bụng lắm em. Lúc đầu thuê nhà thân thiện lắm. Lúc hết tiền đi biết cảm. Ê, trời đánh. Đừng nói xấu người khác, trời đánh á. Bác Tứ, em mướn phòng ai vậy bác Tứ? Phòng nào vậy? Phòng mày chứ phòng ai. Nói nghe, ở đây ai cũng nói bác Tứ tốt bụng hết á. Yên tâm đi, đi, đi. Bác Tứ. Cái gì vậy? Trời ơi, nhột nhạt quá, mệt mỏi. Cẩn thận nha. Đừng có mà hy vọng mất phòng rồi cưng. Không, em sẽ nhất quyết lấy lại căn phòng đó. Dạ thưa bà. Chào con,
Sao đi đâu sớm vậy con? Con trả phòng con đi bác ơi. Ở đi đâu, đi du lịch hả? Dạ không, con đi luôn. Con không quay lại nữa đâu. Cái gì vậy con? Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Hả? Ai làm phiền con? Dạ. Thôi rồi, cái cặp vợ chồng mới cưới ở sát phòng con phải không? Nó giỡn đùng 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 24/24 làm con ngủ không được đúng không? Dạ, không phải bác ơi, thôi con. Sao sao thế? Con ở đây không? Nè, cái gì vậy? Bác ơi, lại đây. Bác ơi, bây giờ nói bác nghe cho con đi đi bác ơi. Ờ, chờ bác tới. Thiên tài, giữ nó lại giùm bác đi Thiên tài. Ủa sao tự nhiên giữ người ta, con đi vô lấy đồ để quên. Thằng mày thiệt tình, mày giữ nó lại giùm cho bác đi rồi chút xíu nữa mày lấy đồ sao? Ủa sao mới ở tự nhiên đi rồi? Ừ đúng rồi đó. Dạ dạ con không dám ở đâu. Thật ra là ở phòng đó. Gì? Có đó. Có. Có. Ủa có gì? Mà có gì? Thì có đó. Thì tao biết có. Mà có gì? Có gì nói đại đi trời ơi. Có cái gì nói đại đi. Có đó, hỏi bác cho con đi. Trời ơi. Ý mình nói là có ma đó chứ gì. Trời đất ơi, ma cõi gì trong nhà bác con ơi. Nè, trong nhà này chỗ nào tao cũng trấn hết rồi. Trấn. Không có ma cỏ nào dám nhoi vô đây hết trơn á. Nó vừa nhoi vô thấy bác kêu à, đại ca, bỏ chạy à. Vừa nhoi vô cái thấy bác cái sư phụ, bỏ chạy, hiểu chưa? Không có con ma nào dám vô đây hết trơn á. Cứ ở đi con, tin bác đi. Bác Tứ, thực sự căn phòng đó nó có đó. Có gì? Có ma chứ có gì bác Tứ. Có phải tối qua anh nằm ngủ anh nghe tiếng rên? Và tiếng khóc lóc thảm thiết đúng không anh? Có phải anh thấy khung cửa sổ có bóng người qua lại không? Đúng á. Nó chỉ đứng đó chào anh thôi đó. Chứ nếu mà anh ở quen rồi đó, nó sẽ vô ở chung với anh cho đến khi anh chết mà thôi. Con là chủ nhà, không phải mấy đứa trọ đâu, đừng có nhát con. Ba cận thị. Con vô xin phép lấy đồ rồi con đi nha. Thiên tài. Sao vậy? Thiên tài, đúng. Bác xin lỗi con. Bây giờ bác mới thấy là con đúng là thiên tài. Ở đây với bác đi con. Con ở đây đi. Bác, con tên là Thiên Tài. Đầu đội trời, chân đạp đất. Bước đi không bước lại. Không, bây giờ bác nói con nghe. Mày ở lại đây đi. Mày ở trong phòng đó đi, nghe. Không có cho ai mà mướn nữa đó. Nghe. Không bác. Ở đây đi mà, tao năn nỉ mày mà. Bác ở lại chung với con ma đó đi. Con đi đấy. Thiên tài. Ma ơi. Dạ rồi. Mình đi đây. Ở lại vui vẻ nha. Tạm biệt. Thiên tài. Con về ở với bác đi. Rồi mày đi tao nhớ mày da diết luôn á. Tối tao ngủ không được gì hết trơn trời à. Thân thiện quá, mày đi làm như tao vắng bóng một cái gì đó nó rất là quan trọng trong cuộc đời bác. Nghe nha, về ở bác nha. Thôi con không về căn phòng của ma ở đâu. Trời ơi, về đi. Thôi. Không lẽ mày đành lòng nào mày cắt đứt cái kỷ niệm của mày. Chỗ đó là căn phòng thân thương của mày mà mày gắn bó bao nhiêu lâu rồi mà, đúng không? Thôi cái gì cũ rồi, cho nó qua luôn đi. Qua sao được qua, mày nói thiệt á. Không có mày không ai trị được cái con ma đang ngự ở cái phòng đó. À, thì ra là con ma không ai dám mướn nên kêu con về chứ vậy. Ma nào? Coi như nãy giờ tao không có nói gì đi. Trời ơi khổ tâm quá à. Đây mày về ở với tao đi, ngày nào tao cũng nhổ râu giùm mày. Thôi mà. Mày nhổ râu đâu? Thôi để con nói. Con nói thiệt á, thấy con cũng sợ ma lắm chứ bộ. Tại vì con không có tiền nên con phải đành lòng ở đó. Chứ có tiền con đi chỗ khác rồi. Thôi vậy đi. Dạ. Nói chung là tao sẽ giảm tiền nhà cho mày, mày chịu chưa? Nhiều. 1.500.000. 2 triệu. 1.400.000. Hết mức rồi đó mày.
Vậy thôi thôi con về. Thôi mà từ từ đi nha. Thôi ở chỗ này bữa giờ cũng quen rồi. Bây giờ mày muốn làm sao? Tháng 1 triệu 3 năm không tăng tiền phòng. Trời đất ơi, một tháng 1 triệu mà 3 năm không được tăng tiền nhà. Sao mày không kêu tao giảm tiền nhà, giảm tiền điện, giảm tiền nước mà tăng tình thương cho mày đi. Cũng được cái bánh tấn. À, tao thấy cô bộ hơi khó đó nha. Vậy thôi, để ma ở với bác vậy. Vô làm hợp đồng. Thời buổi khó khăn quá mà. Để, ui trời, trời ơi, trời đất ơi. Phải phi tan vật chứng thôi. Mình giỏi quá thiên tài, chỉ có cách này mới trị được ông chủ nhà trọ đáng ghét. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế chỉ muốn vợ cười vợ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.